lý do nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giấu chuyện có con gái suốt 37 năm. Nhiều năm qua, truyền thông đưa tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống độc thân không con cái, ở cùng em gái Hồng Nhung và cháu là ca sĩ Hồng Phượng. Tuy nhiên, tại đám tang, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xuất hiện để tang cho cha và chia sẻ về mối quan hệ với ông Hoàng Cái Lương Hồ Quảng. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Thị Hồng Loan, tên thật của nam nghệ sĩ là Võ Văn Ngoan. Năm nay 37 tuổi, đã kết hôn, sống ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chị cùng Bình Tinh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, mặc đồ tang dành cho con trai con gái tại đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại đám tang, Hồng Loan cho biết cô được ba giấu kín thông tin trước báo chí vì muốn con gái có cuộc sống yên ổn, không bị làm phiền. Tôi không theo nghệ thuật, nhiều năm qua tôi sống kín tiếng, chỉ người thân và đồng nghiệp biết đến tôi, Hồng Loan chia sẻ. Hồng Loan nói, những ngày qua cô cùng Bình Tinh túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho cha bệnh nặng. Dù sống ở quận 7, cô thường xuyên gọi điện hỏi thăm, khi có thời gian thì sang chăm sóc ba. Vũ Linh cũng hỗ trợ tài chính, sức khỏe tinh thần cho con gái. Trong các video được Hồng Phượng đăng tải trên kênh cá nhân, Vũ Linh thường nhắc đến hai người con gái ông yêu quý nhất là Hồng Phượng, Hồng Loan. Nhiều khán giả nghĩ đây là hai người cháu của Vũ Linh. Thực tế Hồng Loan là con gái của ông Hoàng Cải Lương Tuồng Cổ. Nghệ sĩ Bình Tinh cũng xác nhận về sự xuất hiện của Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại tang lễ. Bình Tinh nói, Hồng Loan không theo nghề, cô út sống khép kín, ít nói chuyện và không giỏi giao tiếp. Tôi vui khi con cháu tề tựu về đây lo hậu sự cho cha, Bình Tinh nói. Từ tối mùng 6 tháng 3, lượng người đổ về tang lễ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tăng chóng mặt. Người dân xếp hàng dài một cây số để chờ và thắp nhang cho ông Vũ Linh. Ngoài đường, đội live stream xuất hiện với số lượng đến vài chục người. Lực lượng chức năng phải dàn đội hình để giữ trật tự. Mỗi khi có nghệ sĩ xuất hiện, YouTuber tràn ra gây ùn tắc. Đây là lý do gia đình không cho phép tác nghiệp bên trong khu vực tang lễ. Hình ảnh các nghệ sĩ chủ yếu đến từ gia đình. Tối mùng 6 tháng 3, nhiều nghệ sĩ gạo cội của cải lương miền Nam đến viếng Vũ Linh, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Trọng Hữu, Ngọc Dầu, Kim Cương, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, Kim Tử Long, Quế Chân.